Hi, xin chào tất cả anh em yêu thích game Nhất Kiếm Chi Vương. Thì hồi tối nay tầm khoảng 12 giờ có một bạn hỏi mình làm sao để chuyển đồ chính anh em. Thì do anh em hỏi quá phia cho nên là mình có thể cảm nhận được là anh em giờ này anh em còn thức để xem video. Thì mình cũng dùng anh em dùng cái sự chân thành hỏi mình thì mình cũng sẽ dùng cái chân thành đáp lại anh em. Thì trước tiên mình cũng xin cảm ơn tất cả anh em đã từng xem video của mình và từng chia sẻ video rất là nhiều. Thì cái game này á thì nói chung á là nó cũng rất là dễ cài cuốc anh em ơi, nó cũng khá là dễ cài cuốc vì nói chung là vàng nó cũng tặng cho anh em free trong cái các cái hoạt động. Thì mình không nói sâu xa gì nhiều anh em, thì trước tiên á anh em phải là ăn boss được thì anh em mới có thể kiếm được vàng được. Rồi ăn những, nói chung là chuyển từ những cái ảo quá đó. Ví dụ như nếu anh em có chơi lon anh em sẽ bán từ chính và phụ qua chính là đổi tới đổi lui. Nhưng anh em đi lên cái đấu giá này anh em xem này, thì trên đấu giá nó sẽ có cái phần bán nè, đó cái phần kệ đấy, cái phần kệ, và nó sẽ có cái phần đấu giá ở đây. Thì mình để đấu giá mình nhận thưởng lợi tức mình không nói ở đây nghe anh em. Rồi thì trước tiên anh em phải phân biệt được là những cái vật phẩm nào có thể bán được. Ví dụ như trước tiên anh em nhìn thấy đây, trang bị gồm có gạch đá gì đó, dao mát gì đó ở trên đây, có bốn loại anh em nè. Đó thì anh em cứ phân biệt ra cái thứ nhất. Cái thứ hai về chân thú là mấy cái trứng đồ anh em đó, trứng. Cái thứ ba là võ công bí kíp của bang thì dùng cho cái con hồng nhan đó. Và thứ tư là nguyên liệu khác, là nguyên liệu hồng, nói chung là nguyên liệu hồng để ghép lên thì nó có khá là nhiều thứ để anh em có thể bán được anh em. Rồi mình sẽ vô đây mình điểm sơ qua nhanh lên anh em. Đó cái dấu tích này nè, đó hiện anh em cứ mở dấu tích này hết đi, tại vì có nhìn thấy chỉ bán vật phẩm của người khác và của mình thôi, trong gì hết á. Đó mình kéo thẳng vô đây đấy. Thì lúc nãy đây anh em nhìn thấy nè, đây là cái loại khác nè, anh em phải phân biệt được đúng không, anh em phải phân biệt được mấy cái loại này để anh em dễ anh em bán anh em. Ví dụ như cái viên này đâu, tại nhiều khi anh em treo lên á nó sẽ thông báo ở chỗ này nè, đấy nó thông báo chỗ này có nhiều thằng nó chơi ác nó vô nó cũng răng cặn nó quất nó mua liền, anh em mua không có. Mà đồ của anh em có giá trị đúng không, đồ anh em có giá trị. Rồi thì từ từ mình sẽ nói sau đó. Đó anh em thì sẽ chuyển đồ được nơi chuyển này đó, thì cái nào nó chuyển được chứng tỏ là anh em ăn boss đó nghe anh em. Ăn boss nó gây ra nè, mình ăn boss được 10 cái viên này nữa nè, nó gây ra được 10 viên rồi, thấy anh em thấy không, cái tỷ lệ của nó thì cũng ngon lành. Một viên như vậy á là nó có giá, nếu mà mát đấy nó có giá mát anh em bán ra được 19k đúng không. Đó thì 19k nó tại sao, ví dụ như anh em bán cho lon, anh em cứ bán cho lon cái giá cực cao rồi anh em sẽ mua lại con lon của anh em đó, anh em mua lại thì có 4.000 viên thôi đó, anh em có thì anh em cứ bán ra anh em thu vàng. Anh em biết là trong cái game này á, trong cái ảo quá nó thậm chí có một món ảo quá nó hai mấy, thậm chí bảy mấy tám mấy k à, mình đố anh em biết cái món gì mà nó có cái giá là 70 mấy 80 mấy k, anh em không bao giờ đoán được. Rồi thì sau khi nó mở boss league server á, ở cái tầng cuối cùng đấy, cái tầng cuối cùng của boss nha, đấy tầng cuối cùng nè, nói tầng cuối cùng thôi nha, là cái tầng 900 á, cái tầng 850 này nha anh em, ở 900 nè. Đây, đúng rồi, đúng rồi. À hai cái tầng cuối cùng là cái thằng 850 và 900 này thì nó sẽ có cái viên này. Đấy cái viên này nè. Giờ này mình nhắc tới cái viên này mình còn hối hận luôn đó anh em ơi. Đó. Mình cầm cái ạc của top 1 á, cầm cái ạc top 1 đánh á thì nó lại lụm được, còn mình thì không lụm được. Tức một cái luôn. Đó anh em thấy cái viên này thì anh em để lên cái giá của nó tầm khoảng treo lên á, anh em vừa treo lên 100% á là nó đã 50k rồi, nó đã 50k vàng nha. Còn anh em nâng thêm 30% nữa á, thì nó tầm khoảng 6 mấy 7 mấy gì đó thì mình cũng không, chưa có nâng, mình cũng không có bán anh em ơi, mình chỉ lấy từ lon mình chuyển qua thôi. Có lúc mình tức anh em, có lúc mà mình đụng được 2-3 viên này mình để mình nâng sao hết mình tức anh em ơi. Rồi thì cách chuyển như thế nào, bây giờ ví dụ như anh em chỉ đơn giản nè, bây giờ mình trước tiên mình sẽ chuyển trang bị trước đúng không, rồi mình chơi cái phái nào. Và mình ở đây nè, mình có nói một cái riêng như vậy cho anh em, những anh em cài lon, muốn cài lon, ví dụ như anh em chơi con Thí Yên thì anh em phải lon của anh em phải là con Thí Yên,
anh em chơi con đao á thì anh em phải là chơi đao, đúng không? Tại vì như vậy á, cái game á, thường á anh em chơi con gì nó sẽ ra cái đồ của cái phái đó đó. Cho nên là ví dụ như anh em chơi con Thí Yên giống như mình thì lon của anh em phải là Thí Yên. Khi mà nó lụm đồ cùng nhau á, nó lụm đồ cùng nhau anh em dễ chia sẻ, dễ bán. Ví dụ như anh em lấy từ đồ hoạt chính của anh em nè, đồ hoạt chính này, ví dụ như là kiếm, đúng không? Đây của mình là kiếm nè, đấy mình chuyển qua con lon, đấy mình chuyển qua con lon cái giá thấp nhất thì con lon nó vẫn có, nó sử dụng cũng vẫn ngon lành luôn anh em. Thì anh em cũng có thể là chơi những cái phái khác, nhưng mà nhiều khi mấy cái phái khác nó cũng lụm được đồ mà nó bán ngược về cho anh em á, bán cho về anh em không sử dụng được đấy, mà anh em bán cho con lon thì con lon sử dụng được thì nó không có giá trị gì hết trơn á. Rồi trước tiên á thì anh em phải phân biệt được, ví dụ như anh em muốn treo bán một cái gì, ví dụ như là kiếm không đi, thì anh em chuyển trước á, anh em chuyển muốn lấy vàng, chuyển vàng đúng không, thì anh em sẽ lựa chọn ví dụ mình bán cái phái nào trước để mình dễ kiểm soát anh em. Ví dụ như mình bán phái kiếm trước đúng không, thì mình cứ treo lên một lượt đi, mình nhớ anh em. Đấy, ở trên đây nè, mấy cái kệ hàng này nó khác phái anh em, nhiều khi nó khác phái nè, mình không tìm được, không phải là mình không tìm được anh em, nó cũng có cái gian hàng của nó quá là nhỏ, không có đủ nhiều, cho nên là những anh em mà treo sao á nó cũng hơi bất lợi, đặc biệt là những cái trang bị cam anh em, trang bị cam nó nằm cuối nó sẽ không hiện lên đó. Rồi bây giờ mình vô đây, ví dụ như mình sẽ chọn kiếm mình bán trước đúng không, đó mình anh em cứ nâng full đi đó, anh em chuyển vàng nè, bán để lấy vàng cho ăn chính đúng không, đó cứ nâng full lên hết vậy, anh em cứ treo lên hai món kệ nó anh em. Ở đây nó có cái gì kệ nó, miễn sao nó full, ở đây nó cứ full hết là được rồi, miễn sao nó full hết là cái giá là kiếm nè. Anh em nhìn thấy đây nó là kiếm nè, thì nó hiện lên là kiếm, anh em chú ý nè, đừng có đưa vô đao làm gì hết trơn, phí một lượt của anh em đó, cứ lên vậy. Ví dụ như anh em bán kiếm thì kiếm hết, đặng anh em dễ quản lý chứ không vậy hết trơn, đêm thôi anh em vừa chơi kiếm vừa bán kiếm thì vừa bán đao, anh em tìm tới tìm lui chó mệt đó. Mình bán từ từ anh em ơi. Rồi nếu mà mình không có chơi phái đao thì mình lấy cái con lon của mình mua cũng được, mua xong rồi tách bỏ cũng được chứ đâu gì anh em, chẳng qua là dùng để chuyển vàng thôi chứ đâu có làm gì đâu đó. Bây giờ mình cứ lên hết đi, mình cứ chuyển hết đi đấy, một 500 mấy chứ không phải ít đâu nghe anh em đó. Mười hai đúng không, 12 và 13 nè, ở đây nó hiện lên nó trời, chỉ được có 20 món thôi. Đó, 500 mấy. Cái này thì bán bằng ngọc nha nè, chỉ có trang sức là bán bằng ngọc thôi. Ở đây anh em có thể ghép thành nào, ví dụ như ba cái món này thấy không, anh em muốn đợi nó đỡ mất thời gian, anh em đỡ tìm kiếm, ví dụ như trang bị cam mà nó nhiều quá anh em không thể nhìn thấy được, anh em có thể quay xuống anh em ghép nha. Đó, ví dụ ở đây 600, để coi, để mình coi trang bị đỏ hay sao coi nó mấy, để coi đấy đó. Ví dụ như anh em khi anh em ghép lên về anh em bán trả lời nè, anh em bán trang bị cam không lời đúng không, ví dụ như ở cái trang bị ở trang bị 2 sao nè, trang bị 2 sao này nó 800 8324 đúng không, nó 8324 của thằng này coi cũng là 24 luôn. Nhưng mà ví dụ như anh em treo nhiều quá thì anh em treo nhiều quá thì anh em có thể kiếm nó lâu, anh em kiếm nó lâu. Ví dụ trang bị cam á thì anh em có thể ghép, ví dụ như anh em vô trong trang bị anh em ghép đi, anh em ghép anh em phải treo bán nha. Mà trong cái quá trình anh em ghép anh em phải chú ý cho thật là cẩn thận nha. Đấy, anh em vô ghép đấy, vô ghép phải cẩn thận nha trời, nếu mà ghép không cẩn thận là chết á, không giao dịch được á. Rồi ví dụ như ở đây nè, ba cái này nè là trang bị không thể giao dịch được. Sẵn đây mình mở lên cho anh em xem nè, anh em thấy quá trời luôn không, đấy trang bị 2 sao quá trời luôn. Nói chung là mình không muốn kiếm thôi chứ mình kiếm trang bị 2 sao, trang sức 2 sao là đầy luôn, trang sức 2 sao quá trời luôn anh em ơi. Mà nó phá nó không có bán được nha, kiếm thì xài thôi chứ không bán được đó, anh em thấy không đó. Rồi anh em vô anh em ghép thì ghép làm sao, ví dụ như anh em nhìn thấy này, ở đây á, ở chỗ này nè, ví dụ như cái nào nó không phá anh em nhắn vô không phá đúng không, thì ghép chung vô không phá ghép để chi, để mấy cái 2 sao anh em, để mấy cái 2 sao á nào, ví dụ như nó không phá thì cái góc chỗ này nè, cái góc chỗ này nó không có cái biểu tượng không phá, cho nên là anh em không cần dòm vô cũng được á,
không cần giờ, mà đừng có ghép nhiều nha, nhiều khi ghép nhiều nó ghép lung tung vô là không giao dịch được. Đó, nó thay một cái mới nè, đó. Đấy, rồi. Đó, bậc 4 thì có nha, đó anh em. Anh em nhìn thấy nè, nó có cái biểu tượng nè, cái biểu tượng đỏ đỏ chỗ này là cái dấu này là có thể giao dịch được nha anh em. Cái biểu tượng có cái đỏ đỏ chỗ này giao dịch được, cái chỗ giữ ít nè nghe anh em. Đó anh em phải chú ý cái chỗ này, cái nào giao dịch được thì hả ghép nha. Đó anh em nhìn thấy nè, ở đây nó đã tích rồi nè, đó mình nhấn vô đây một cái nữa thì có thể giao dịch nè. Đấy, chứ anh em đừng có ghép lung tung là không thể giao dịch được, nó đỡ mất thời gian của anh em, số gì đỡ tìm kiếm anh em, cứ kiếm nó cực lắm. Ở đây có 3 món nè, đó đây có 2 món nè, bỏ xuống đi. Nó mình ghép mấy cái mình giao dịch được thôi, còn không đủ thì từ từ mình tính sau anh em. Đấy, không đủ từ từ mình tính sau mới có một món đúng không? 3 sao anh em vẫn giao dịch được nha anh em. Ví dụ như anh em có 3 sao thì anh em vẫn giao dịch được. Nó đây có một món đúng không? Đây có một món à. Nó đây nó có một món rồi. Đó, có một cái kiếm này giao dịch được à, còn mấy ba cái món này thì không giao dịch được. Cái nào không giao dịch được thì anh em có thể ghép qua trang bị nè, đó. Rồi xong anh em lên treo bán thôi chứ gì hết. Để cho anh em dễ quản lý anh em ơi, chủ yếu là dễ quản lý thôi chứ cũng không có gì hết trơn anh em. Nói bây giờ anh em bán đúng không? Nói mình lên mình bán, mình cứ bán thoải mái đi. Cái nào kiếm mình thì mình cứ bán thì kiếm. Ở đây nó 15 rồi đúng không? Nói mình cứ mở rộng lên hết lóc đi. Rồi tới con lon bán thì nó thiệt với anh em, ai đâu mà mua của anh em. Tụi nó thiếu nó mới mua của anh em thôi, anh em yên tâm đi, không mua đâu. Đấy, 16. Cái trang sức đâu rồi ta? Hôm nay nãy mình treo luôn rồi à. Đó, 17 đúng không? 17. Ví dụ như cái mấy cái cầm 2 sao này anh em cứ từ từ đi anh em, đừng treo nó sớm quá, treo sớm quá rồi anh em mua không hết rồi nó mất thời gian của anh em, giống vậy chứ không lẽ anh em đang treo kiếm còn dư kiếm cái nào anh em ngưng cái anh em chuyển qua bên cầm bên đàn sao đúng không? Cái 2 sao chắc nó lên túi trên rồi quá. Mình lên tới trên rồi nè anh em ạ. Đó 2k4 đúng không? 19 rồi đúng không? Kệ nó, ai mua thì mua, mua thì mình đỡ gì đâu anh em ơi, đúng không? Rồi. Đó xong bây giờ các anh em lấy con lon nè. Bây giờ anh em lấy con lon. Rồi nói chung là đây là con lon của mình nha anh em. Nghe con lon nó hên dữ dằn lắm, nó lụm được đồ ngon ngon được không à. Vàng còn 230 mấy k này nè. Đó. Mấy cái này thì anh em ưu tiên lụm trang sức nha anh em. Ưu tiên cho nhận trang sức á. Ví dụ mấy cái này nó khó trang sức thì dễ rồi, để anh em chuyển nó qua cũng được. Mấy cái trang sức này, mấy cái thưởng này thì anh em có thể giao dịch được nha. Đó. Anh em có thể chuyển qua được. Rồi. Mình sẽ lên chợ mình mua nha anh em. Rồi. Thì anh em vô cái phần chợ mình kiếm thì mình vô phải vô kiếm thôi anh em ơi. Anh em nhớ cái gì nè, ví dụ như anh em lỡ thì khi anh em mua cũng phải khác thì anh em cũng phải cố gắng anh em tích cái dấu này để cho dễ nhìn thấy nha anh em. Đó. Đó mình sẽ lên kiếm mình chọn. Rồi, cái phương thức chọn như sau. Anh em đừng có thấy vô từ trên anh em kéo xuống vậy. Cái ví dụ như anh em treo lên á, khi có một cái sự thay đổi nào đó, nó sẽ đôn từ dưới đôn lên, nó sẽ đôn từ dưới đôn lên nha nè, nó làm sẽ thay đổi trang bị. Cho nên á anh em cứ kéo hết xuống dưới đây nè, kéo từ dưới đây, tuốt dưới đít luôn. Đó. Anh em cứ kéo xuống dưới đít. Tại vì sao? Ví dụ như anh em mua một món như này, dưới đít nó đôn lên hết cho tới khi nào cái chỗ nào nó bị thiếu một trống thôi. Ví dụ anh em mua món chỗ này đúng không? Thì cái chỗ này nó sẽ trống thì dưới đít nó sẽ đôn lên. Ví dụ như chỗ này vị trí là một thứ 99 đi. Thì cái thằng 918 sẽ đôn lên tới chỗ này. Đó. Khi nó đôn lên á là tất cả những cái vị trí ở đây nó sẽ thay đổi. Nếu anh em mua ở trên á thì vị trí ở dưới
nó sẽ thay đổi theo, mà hai cái xác một bên đó, anh em phải chờ nó làm mới nữa anh em, nó mất thời gian của anh em tí xíu trong gì hết trơn. Rồi bắt đầu mình kéo xuống mình mua nghe anh em, đó thì anh em nhìn thấy nè, đây đó mua nè, đó nó sẽ làm mới ở đây thì nó sẽ không ảnh hưởng gì ở trên đây, mình có thể nhắn mua liên tiếp. Chứ bây giờ ví dụ như anh em mua ở trên đây thì dưới đây nó sẽ làm mới theo, nhiều khi anh em mua nhầm của người khác đấy, nhiều khi anh em sẽ mua nhầm của người khác nha. Cho nên là anh em thử ở dưới mua, anh em thấy không, nó bị lắc anh em, nó lắc, nó không có, nó không có làm mới lại á, nó làm mới không kịp á. Cho nên là nhiều khi anh em mua trên á, nhiều khi anh em mua trên xong cái đây dưới đây nó chưa làm mới, cái anh em nhìn thấy cái tên của anh em nữa, anh em nhắn vô liền là anh em mua của người khác luôn đó. Cho nên anh em cứ kéo xuống anh em chơi vậy nè, đấy không phải của mình rồi thôi, cứ kéo xuống đi nè, không có tên mình thì thôi nha, nó cứ kéo đại nhanh nhanh, nếu anh em nào quan sát nhanh thì anh em quan sát được rồi, còn mình thì cũng không nhanh như anh em đâu đó. Nè anh em nhìn thấy nè, cái chỗ này nó sẽ có mà một của mình nè, hai của mình nè, ba của mình nè, bốn của mình nè, đúng không? Ví dụ nhiều khi á, nhiều khi anh em nhắn chỗ này, anh em mua chỗ này, cái nó làm mới chỗ này, nó làm mới chỗ này là cái thằng này nè, nó sẽ đôn lên đây, nó sẽ đôn lên đây, nhiều khi mà anh em không để ý, anh em nhắn anh em mua luôn là nó sẽ thay đổi liền. Ví dụ như nè, mình sẽ mua nè, đấy mình sẽ mua ở trên nè đó, rồi anh em không để ý đó anh em à, anh em không để ý mà lỡ anh em mua chỗ này liền á là nó sẽ thay đổi, nó đôn lên dưới, nó đôn lên là anh em mua của người khác. Mặc dù cái tên là cái tên của anh em mà nó chưa có thay đổi á, nó chưa có thay đổi, anh em là mua của người khác liền á. Cho nên anh em mua dưới mua lên vậy nè đó, rồi anh em cứ nè mua đại đi đó. Ở dưới anh em mua lên, anh em thấy bốn chỗ như vậy là nó rất là nhanh, khi nó cập nhật lại á là nó không bao giờ lỗi đâu đó. Đây có tên nè đó, cứ đây đó hai tên nè, một hai nè đó, anh em cứ dưới mua lên là ok à, nó không có sợ đó. Chỗ này nè đó, ô một chùm luôn chỗ này luôn anh em ơi, nguyên chùm luôn này anh em ơi. Nó san sát nhau rồi, nó dễ rồi, nó vô người con khác à đó. À, anh em thấy không, chỗ này đã cập nhật ở trên thì vẫn còn giữ nguyên nè, thấy không? Đợi nó, anh em đừng có quan tâm là nó cập nhật cái gì đó, tên bên này anh em thấy không, thì có anh nè đó, đây có một cái nữa nè. Nếu mà mấy cái trường hợp này mà hai cái nó trùng trùng với nhau nè đó, anh em mua trên, anh em mua dưới, anh em mua thấy cái ở trên là anh em mua luôn cũng được, ở trên mà lú đầu qua anh em có thể mua luôn cũng được nha em đó. Hai thằng kế bên nè, ví dụ khi mình mua ở dưới, cái thằng ở trên nó vẫn cập nhật anh em, nó vẫn cập nhật, nhưng mà khi nó cập nhật ở trên nó không có gì sự thay đổi, vị trí nó vẫn đi ngang, nó cập nhật nó cũng đi ngang à. Cho nên anh em nhắn vô chúng là nó cũng được à, còn ở dưới nó mới thay đổi, dưới nó đồn đồn lên là nó sẽ thay đổi nha. Đó hết rồi đó anh em, rồi để mình qua bên cái ạc kia coi, nhiều khi thiếu sót anh em ơi, chứ không phải gì hết á, cũng có thiếu sót chứ. Thiếu sót thiệt anh em, để mình coi kỹ lại cái thằng này của thằng nào. À kiếm, rồi thiếu sót thiệt anh em ơi. À không phải anh em, chắc nó nằm ở dưới, để coi mình coi nhẫn cam nó có hiện lên chưa nha. Đó, nhiều khi nó cũng thiếu sót anh em. Đấy, khi mình lướt nhanh quá mình cũng thiếu sót, mình quay trở lại. Nó quay trở lại thì mua thôi. Ha ha. Ừ anh em kiểm tra, anh em vô cái kệ hàng á là anh em kiểm tra nó còn bao nhiêu là biết liền à. Thấy không, nhiều khi vậy còn thiếu sót nghe anh em. Đó, rồi vô cửa hàng. Đó, bây giờ sạch bách rồi thấy chưa. Rồi kiểm tra, nói chung là kiểm tra là thư giống gì hết trơn. Được nhiêu nha nè, 11k anh em, được 11k. Anh em biết cái gì dễ kiếm vàng nhất không? Vậy kiếm vàng nhất là đang cảnh giới đó. Đang cảnh giới là đang này nè. Nói chung là đang này nè anh em, đang này là dễ kiếm vàng nhất. Tại vì á dễ kiếm, đang này nó dễ kiếm. Dễ kiếm hơn trang bị. Đó, để mình vô mình treo bán nó lên nữa coi, không biết còn bao nhiêu viên không biết.
8 viên kim cang. Đây 8 viên thì là nó được 12k. Đấy. Gửi bán. Anh em cũng có thể bán mấy viên này cũng được nha anh em. Tôn sư mình đang sử dụng cho nên mình không bán. Rồi đang thì anh em phải qua trong cái phần đó, anh em nhìn thấy nè, qua bên phần dược. Dược là thì anh em nhìn thấy có cũng có người bán 8, người bán 800. Nhưng mà mình thì bán đắt lắm anh em, mình bán đắt. Đấy, 8 viên đúng không? Chơi tối đa đấy ra được 12k. Đó anh em, cái đan này nó dễ kiếm lắm, anh em kiếm ngày là 50-60 viên anh em bán cho nó sướng. Cũng sắp tới ngày, chắc ngày mai, ngày mốt gì nữa là bắt đầu có sự kiện được kiếm ngọc được nữa rồi đó. Bởi vậy mình mới nói anh em á, mình bán cái nào mình lên mình bán, mình bán khi mình chuyển á, mình chuyển đau thì đau hết mà thương thì thương hết cho nó dễ tìm kiếm nha anh em. Nó không có lộn xộn, ví dụ mình mua một lần cái là nó sạch luôn. Đúng thôi, anh em vừa kiếm thương rồi anh em nhắn chuyển qua chuyển lại, anh em không biết là nó còn bao nhiêu, mới công anh em kiểm tra cái kệ hàng tùm lum hết trơn. Rồi bây giờ ví dụ như mình đã xong là cái kiếm của mình rồi đúng không? Bây giờ ví dụ như hết kiếm rồi, giờ mình tới lên thương, lên đao đi. Đó là đao thì mình cũng vẫn treo được nè. Nhưng mà đao anh em, cái con rồi cái lúc nãy mình đã treo đao rồi đúng không? Thì mình lại lên đao luôn. Mình không cần nhớ bao nhiêu đâu anh em ơi. Nó được 30 mấy k, nói chung là cũng không nhiều. Trang bị là đổi trang bị không có nhiều đâu anh em ơi, tỷ lệ anh em kiếm trang bị nó thấp lắm. Chỉ có anh em bán đan sướng à, cài đan nếu mà anh em boss mà nó ra được mấy cái ảo quá anh em bán được 20 mấy k sướng. Đó, rồi bây giờ mình qua mình đao, mình kiếm đao thôi. Ở đây anh em có thể treo lên, ví dụ như anh em treo thêm để coi là đao thương. Mình không có chơi mấy cái phái khác anh em ơi. Rồi mình chỉ lên rồi mình mua đao thôi nha, mình không treo mấy cái thương này đâu nha. Anh em treo luôn cũng được, gì đâu anh em ơi, anh em treo luôn cũng được mà nó sẽ mắc thêm cái lót của anh em thôi, gì đâu. Trời ơi mình tắt quay nãy giờ rồi anh em ơi, mình tắt quay nãy giờ không biết giờ nằm đâu, chết bà rồi. Thôi mình nói lại cái khúc này chút xíu nghe anh em. Thì đối với những cái vật phẩm mà nó có giá trị cao á, anh em phải để lên, anh em treo lên, anh em phải biết trước. Mình nói là chỗ này không biết nó có chỗ này, không biết phải chỗ này hay không. Ví dụ mình nói là chỗ này nha anh em. Tại vì nãy giờ mình tắt mình dừng quay nè. Đó ví dụ như anh em mấy cái viên này nè, nó có giá trị cao thì anh em phải treo lên, anh em treo lên nè. Đó, thì treo cho nó cao thì là cao cái giá để đây nè. Đó, một mảnh ở đây nè. Ví dụ như ở đây đúng không? Thì phải treo cái giá cao là anh em biết anh em. Anh em biết thì nó nằm ở chỗ cái vật phẩm khác nè. Đó, nó nằm ở chỗ vật phẩm khác ở đây nè. Đó, ngay chỗ này nha. Anh em phải treo lên, anh em lấy cái nào có giá trị á thì anh em phải treo cái giá cho nó thật là cao lên để cho mọi người, người ta thấy người ta ngán, người ta mua không nổi anh em, rồi mình hả mua. Mình chuyển vàng, mình có vàng mình mua đúng không? Đấy, nó ngán nó mua không nổi, nó gặp nó mua cũng không nổi nữa. Cho nên mình cố gắng mình treo cao rồi mình biết cái chỗ này nó nằm ở đây, xong mình treo giá thấp, mình nhắn làm mới cái là nó hiện lên liền à. Thường anh em, thường cái đan cảnh giới á, cái đan cảnh giới là cái bí mật đó anh em. Mình ít khi nào mình cũng ít có nói cho ai lắm. Đan này kiếm nè, bán sướng lắm. Ngày anh em có thể kiếm được mấy chục ca về cái vàng nè, bằng cái đan này á. Còn cái chuyện ăn boss đó nè, anh em cài lon, anh em ăn boss à, ví dụ như con lon của anh em ăn không nổi, đúng không? Con lon anh em ăn không nổi thì anh em phụ nó, anh em cho nó vô một bang á, anh em ăn. Nó khi mà nó phụ, anh em phụ nó được, nó được đồ ngon nó bán cho anh em, thậm chí nó có thể kiếm đồ cho anh em rất là ngon nữa. Trời, nó là cái kho làm giàu cho anh em đó.
Ủa sao mình đánh mà không lẽ mình chỉnh âm nhỏ lắm sao ta? Đánh mà mình chưa nghe gì hết trơn là con boss nó chết rồi. Nó chết rồi đấy, máu nó còn vừa còn rút nè. Sao vậy ta? Hay là đam? Anh em biết không, cái con Thí Yên đam to lắm anh em, Thí Yên đam to lắm. Anh em nào mà chơi Thí Yên là up cấp ha, mình nói đảm bảo với anh em ha là thoải mái. Anh em biết không, top 1 á, top của mình á. Đây. Mình hỏi rồi. Để mình thoát ra xong mình nói cho anh em nghe. Không phải mà ai anh em cũng đây nè, có anh Đức nè, là anh em biết không, đi một lần phó bản ép á giết được tầm khoảng 420 con một lần, còn mình á là giết tầm khoảng 600 mấy con một lần, mặc dù là lượt chiến mình thấp hơn anh em, dù lượt chiến thấp, anh em đừng có nghĩ là cái con anh em nó là lượt chiến mình thấp nhưng mà level mình thấp thì con quái mình nó sẽ yếu hơn, không phải. Con quái mình yếu nó sẽ đi theo cái cấp của anh em nghe nè, nó đi theo cái cấp, cho nên là to nhỏ hơn từ đầu tới cuối giờ cũng vậy. Nhưng mà cái con Thí Yên này đam nó rất là to. Thì mình không biết tới đây là anh em biết cách giao dịch chưa anh em? Giao dịch thì nó cũng dễ rồi, đồ kiếm thì nó cũng rất là dễ anh em ơi. Chủ yếu là cách giao dịch anh em phải biết là giao dịch làm sao mà cho nó ổn định được à. Game này mình thấy nó cũng dễ chứ đâu có khó giao dịch anh em. Anh em chỉ cần biết phân biệt được là những cái vị trí của bán nằm chỗ nào. Rồi ở đây mình sẽ mở cho anh em xem này, mình sẽ mở cho anh em xem là cái đam của cái con này nó đi như thế nào nghe nè. Để mình thoát con lon để cho nó lắc. Mình chỉ sợ nó lắc thôi anh em, nói thiệt chứ nè. Mình cứ biết mình béo quá, ngày hôm qua mình tức quá anh em, ngày hôm qua mình tức mình nạp số tiền lớn lắm anh em. Mình còn trong ví là 8k đúng không? Rồi mình nạp vô 3k luôn á, phải giỡn đâu. Ghê chưa? Rồi, để mình đi thử cho anh em xem là một phát ăn ngay luôn á. Rồi, vô. Mục tiêu của nó là anh em mình giết tầm khoảng là thấy 400 con, 400 con, 400 mấy 500 con là anh em thấy mừng đúng không? Nhưng Thí Yên không có đâu. Mình lên kêu kỹ năng cho con Thí Yên rồi, trừ khi nó bị lắc nó không đánh thôi ha. Chứ mình đảm bảo với anh em nó mà đánh rồi thì thôi khỏi nói luôn, Thí Yên là cài cấp là ok phê luôn. Gì vậy má? Đó, anh em thấy cái anh em thấy hạt mưa lửa từ trên trời rơi xuống không? Thường á, anh em đánh kêu nào hết kêu đó nè, anh em thấy nè, trên cái nhiễu xuống, có nghĩa là mình đánh một kêu là mình giết được một dãy, giết được mấy chục con, mình đánh một kêu ra một kêu là giết mấy chục con, quái nó cứ đi vô liên tục thôi. Còn nếu mà đam anh em không đủ á, đam anh em không đủ á là không giết được nó đâu. Nó anh em thấy không, lên lên bờ cao rồi, bờ này cũng khá cao rồi, nó đi theo cấp anh em ơi, đi nhanh lắm. Đó anh em thấy mới đây giết được nhiêu con rồi anh em, 370 mấy rồi kìa, thấy chưa, kinh chưa. Cái kêu này nè, hộc mưa từ trên trời á, là cái kêu này nè. Nó đánh vô là nó đi phó bản mà mình lên cái bộ này là đánh quái là khỏi nói luôn. Rồi mình tắt cái bạo phát này nha, mình tắt cái bạo phát này để cho nó bút. Nó đứng nó bút hoài, nó xèo, nó xèo một hồi là em không giết được quái nào luôn á. Cho nên là tắt cái này bỏ đi. Cái kêu đầu tiên luôn anh em. Do cái bộ thiên phú của nó không có đủ điểm để thay đổi chứ không, thay đổi nó luôn rồi. Đấy, còn 1 phút 30 giây nữa là giết 450 con đó, bằng top 1 rồi đó nè. Top 1 của mình hôm qua mình nói là nó làm giết được có 420 con thôi. Đó, anh em thấy kinh chưa? Đó, anh em nhìn thấy nè, hộp mưa nó không bao giờ nó ngưng. Đó, anh em thấy có bao giờ hộp mưa lửa nó ngưng đâu, đúng không? Mà chỉ cần là nó nhảy vô mấy cái giọt đầu thôi là nó đã giết chết chùm quái rồi, mấy giọt đầu giết chùm quái rồi. Đấy. Đó, anh em thấy không, chỉ nó vừa hết rồi, bắt đầu nó chỉ có 6 giây thôi à, 6 giây nó làm đợi thôi. Nhưng mà cái đam to nhưng mà thủ nó yếu nghe anh em. Cho nên là anh em phải cố gắng anh em lên thủ để bù lại cho nó, sát thương cho nó, cái sự sinh tồn cho nó nha. Đó, đứng rồi kìa,
nó bị lắc thế nè, nó đứng rồi kìa. Đó, mình chỉ sợ vậy thôi chứ mình không sợ gì chứ á. Ba kịp rồi anh em ơi. Chứ này chỉ giết được 600 con quá nè. Nó đứng nữa kìa. Đấy, anh em thấy không? Mấy giây rồi mắt mình mấy giây luôn rồi kìa. Mình không sợ gì chứ á, mình chỉ sợ nó bị đứng thôi. Đó, anh em thấy không? Nó mình chỉ sợ vậy thôi, chứ mình không có sợ gì chứ á. Đó, nó vậy đó. Mình cũng không hiểu sao mà cứ đang đứng, đang đánh là cái tự nhiên nó đứng hồi vậy đó. Cái con này thì khỏi nói rồi, cái đam nó to lắm anh em ạ. Đam nó to quýnh phơi lắm. Nói thì tới đây mình làm video tới đây thì mình nghĩ chắc anh em cũng đã nhìn rõ lắm rồi nghe nè. Nói chung là cũng dễ giao dịch lắm, game này cũng dễ giao dịch. Còn nói chung là nếu mà anh em á muốn mình cài làm cái hướng dẫn mà cái chỗ mà cài đi cài mấy cái đá này nè, thì anh em phải nhiều người mới được anh em á, chứ một hai người vậy chứ up lên phát nhiều nó biết quá, nó cài dữ lắm, anh em đánh không lại nó đâu. Nói chung là AD cho đó. Rồi, nói chung là mình hướng dẫn cho anh em là sơ sơ vậy đủ rồi nghe anh em, tại vì mình cũng không có đồ anh em ạ. Mình up hết rồi, ngày hôm qua up hết rồi. Đồ thì anh em chỉ đi ăn sân bot, anh em có đồ ngon anh em bán, ví dụ như anh em được cái đồ có giá trị anh em bán giá cao cho lon, lon nó có đồ ngon nó bán lại giá rẻ cho anh em vậy thôi, chuyển qua chuyển lại. Anh em có đồ, lon có vàng. Ủa anh em có vàng, lon có đồ. Mà anh em cũng có đồ mà lon cũng có vàng. Giờ mình trong ví mình còn có 5k, mình không biết nạp cái gì đi, trời còn 5.000. Ngày qua còn 8.000, rồi hên mèo siêu tài nó cho mình nạp 3.000 đầu tiên nha. Hôm nay thì sáng sớm á, là nó thông báo là có cái cập nhật cái server mới gì đó, nó cập nhật cái sự kiện mới gì đó, mình không biết thế, mình không biết cái gì hết trơn. Không thấy nó cập nhật cái gì hết trơn. Thường cái tính năng thì tính năng 7 ngày thì nó có thông báo rồi. Mở cái gì đó, cái linh phù mở linh phù này thì vô ăn boss nè ba. Đấy, boss linh phù boss ngày mới hôm nay nó nằm bên liên server luôn. Lay quay là không đủ điểm ăn á. Đấy. Phải biết về tối mình ăn mẹ luôn cho rồi. Tối thức sớm mà nó không có đủ điểm ăn anh em ơi, tại vì cái boss này á ăn không có đủ điểm, anh em nhìn thấy này. Mình ở đây thì mới có 450 điểm thôi, 600 điểm mới lên được con boss này. Đấy, boss này 600 điểm. Ăn cái đồ nó cũng khó đó, mình nghĩ chắc cái này nó quay hay gì đó anh em. Nếu quay mình ra được đồ mới vô nó cũng tặng cho mình mới đồ mà cũng tăng được nhiều đó. À cái tầm bảo này nè, cái tầm bảo này nè mình để coi mình nó yêu cầu 36 lần thì mình sẽ được một cái thằng trang nghe nè, để mình đủ 37 lần nè. Mình khỏi đợi tới 50 anh em ơi, sẵn làm clip mình quay luôn cái gì 36 lần đúng không? Vậy thì mình làm cho 6 lần trước. 1 2 đang không trời. 3 4 5 đó 6. Rồi bây giờ còn 30 lần nữa cho nó dễ nè. Vô có cái nào nó ra sớm không ta? Không có đó, nó lắc này hơi bị lắc đó. Cái này quan trọng nha anh em. Đấy, cái này quan trọng 10 lần còn sẽ gói thằng trang, mà không biết thằng trang nào đây, hay là nó ra một trong những cái món này mới ra trang bị này thì thôi. Cái này mình có rồi, quan trọng là nằm trên đây nè mới gọi là đồ ngon. Còn cái đồ bên dưới này thì thôi đi, khỏi đi, không có ngon đâu anh em ơi. Đấy, gà không còn. Sáng sáng lên coi. Trời ơi, áo đừng có gì. Vũ khí xong ra. Rồi tiếp 200 lần nữa.
để coi 10 lần sẽ tốn bao nhiêu, 10 lần hàng một lần thì 45k như vậy, phải 2k tiên ngọc thì em quay được anh em ơi. À 200 lần rồi thì được một viên đá. Nó mình nhắn rồi nó chưa hiện lên nữa ta. Chọn giám định. Giám định nữa hả? Để xem. Chơi mày luôn. Thằng giáp lưu ly huyền hoàng, có nghĩa là nếu anh em có 10k thì anh em sẽ được 5 món, 20k anh em sẽ được 10 món. Ơ sao nó không có tính giảm giá, giảm déo gì chân vậy ta? Ba k năm cho một món trời. Đây nó nằm ở đây. Trời ơi, mấy món kích bộ ta, nó có kích bộ nha em, để coi anh em ơi. Ủa cái này tăng bạch ở lộn, mình nhắn nhầm rồi. Ủa nếu mà nó ra hai món giống nhau là toan luôn á anh em ơi, quay mà lỡ 200 lần mà ra hai món giống nhau là phải tăng bạch luôn. Báo vật còn một ngày. Ủa lần sau ta để coi không? Thường anh em mình không bao giờ mình quan tâm tới mấy cái này đâu anh em ơi, để coi chăn thú. Ồ được 2 sao nè. Tại vì mình không có nạp thì không bao giờ mình cập nhật tới mấy cái này làm gì chứ. Mình ít cái đụng vô lắm. Mèo chiêu tài, nói chung là hôm nay có chiêu tài nha anh em, mà không biết hôm nay có sự kiện không ta. Cái chiêu tài này thì hai ngày, nếu mà không được thì ngày mai nạp coi có sự kiện giảm giá tăng thẻ gì không. Nó hiện nay nó đang có cái sự kiện này nè. Đừng như bước rồi trời. Nhận hoàng lợi thì chưa bao giờ hoàn thành hết trơn anh em ơi. Mấy cái này thì mình cũng hơi bị thua. Sao nó để quà. Nó để chỗ này hiếm, chỗ này là hiếm mà nó không cho mình nhận mấy này ha. Nhưng mà nhận mấy cái món dưới đây không à. 48 rồi đó. Cái này thì phải chịu khó đi làm nhiệm vụ nha. Coi lúc nãy mình chuyển một mớ không biết có up được hay không đây. Ôi không được rồi anh em ơi. Cái này mình phải lên tới trang bị bậc 4 mới up được nè. Đây mình trang bị bậc 3 thì up không được. Để coi mình có cái đồ mình na ghép không ta. Nặng lắm anh em ơi, giờ nè mình mà mở full màn hình lên đó nè, mở full màn hình lên chút xíu là nó nặng mình chịu không nổi. Cứ mở full màn hình lên là lắc game này nó ăn CPU kinh khủng luôn. Nó mấy cái này có thể bán được nè em. Ghép nhiều hết được. Đây coi có nó 3 sao không. Đấy. Ghép nhiều mày luôn. Trời, 3 món. Cái trang này đánh một đêm một đống luôn nè. Món người ta đây là được món thằng nữa kìa. Còn 14 viên mình có 9 viên không phá rồi, 9 viên không phá rồi. Ồ 2k8 luôn anh em ơi. Úp được không ta? Ồ không đủ luôn anh em ơi, cũng không đủ. Ở này mình úp rồi.
Không còn, không có trang bị rồi anh em ơi, phải có trang bị là mới up được. Đây mình đang có ba món nữa nè, ba món nữa là mới ghép được. Ôi mình nhìn thấy mấy cái tiên trang, mở mấy cái tiên trang này ra muốn chóng mặt luôn anh em ơi. Lên tiên trang này chắc tốn dữ dằn lắm nếu mà không không tốn tiền mua mấy cái đá nè. Quan trọng là cái viên đá đỏ này ăn mãi không ra nè anh em ơi. Đấy, viên đá này ăn mãi không ra, ăn bớt hoài không thấy rớt luôn á. Mà nó à, thần khí kích hoạt ánh sáng 7 màu à. Mới có 2 món là 4 món thần khí kích hoạt ánh 4 món thần khí hả? Mình mới có một món một mà. Rồi. Nói chung là cái phần giao dịch tới đây thì anh em cũng đã hiểu rồi đó anh em. Mình nói mấy cái đơn giản sơ sơ thôi, là anh em nó vô mấy cái trọng tâm là anh em đã hiểu rồi. Quan trọng là ở đầu game anh em ơi. Bây giờ mình sẽ tổng kết lại nha, những cái mà có thể chuyển vàng nhiều nhất đó là những cái ảo hóa nè, những cái ảo hóa. Nếu mà anh em có điều kiện á, anh em chơi được mấy con ạc anh ngon nhiều á, anh em chơi được 3-4 ạc gì đó, anh em phải cố gắng anh em tạo con mấy con đừng cho nó lên cấp, cứ cho nó nằm ở level 100 hoài đi, ăn mấy boss nhỏ nhỏ kiếm ảo hóa nè. Ảo hóa nhiều, anh em có ảo hóa nhiều là anh em tăng được chiến nhiều, sát thương to, thuộc tính to cao. Mình còn bị cái nhiệm vụ này hoài luôn, anh em tới đây mà không qua nổi luôn á. Còn cái con này nó úp mới 33 lên 34 là 6 viên. Cái không lại vô chợ đen mua thì nó tốn, mà chợ đen giờ này cũng không còn đâu. Số kim nguyên bảo thì sáng quất một mớ mẹ rồi. Nó mua hết luôn. Không đủ luôn. Mình mở full màn hình để đồ họa cao lên rồi nó lắc nặng quá, chút xíu là đơ phải reset máy lại luôn, không reset máy lại là chịu nặng. Không biết cái game mình không hiểu biết sao cái game này nó nặng mà nó không bảo trì luôn ta, không thấy nó sửa sang gì chân cập nhật lại cho anh em gì hết. Mình nhắn vô mấy cái tính năng nè, nhắn vô mấy cái này một buổi nó mới hiện lên á. Coi đang 900 đúng không? 900. Kệ cứ lên cho nó đều đều nha, biết rằng lên sao cũng được. Anh em chơi game cái đồng thủ này anh em cố gắng anh em nhận liên tục nha. Đừng để cho nó thừa quá dễ bị tụi nó chậm lắm. Thì hết rồi, lên tới đây thì hết rồi, không còn gì để tăng hết trơn anh em ơi. Ngày hôm nay của mình là tàn rồi đó, không có tăng được nhiều lượt chiến. Lên tới đây là gặn hết kích rồi đó. Gặn dữ lắm, mình gặn muốn test lô đít luôn. Rồi tăng được nhiều lượt chiến này trời. Nó lên vù, mình tưởng nó thấy nó tăng được nhiều đây, 35. Giờ mình chơi mấy cái game kia mình quen rồi, anh em giờ up lượt chiến vô cái game này mình thấy nó ngộ sao. Nó nhiều khi mình chơi nguyên con ảo quá trà quá luôn, to đùng luôn, tăng cấp tăng sao tùm lum hết trơn, cuối cùng nó không tăng được nhiều lượt chiến. Đang này đang gì đây, vật phẩm hiếm tại dùng mày luôn, thịt mày luôn chứ hiếm. Ở đây sao nó bảo mình là phải mua ta, để coi mua coi đâu. Ồ tiên ngọc, số lượng mua hôm nay là 12. Mày tưởng là tao giàu có lắm thì sao. Thôi kệ, ghép cái này kiếm mớ được chiến nè mà.
nói mà nó khác nước quá ta. Nhận hai lò là sao? Cho nó không để là hai hổ ta. Ây da, nhiều lắm anh em ơi. Đó, đừng viên nữa. Cái game này dễ kiếm đá hồng ha. Anh em thấy cảm thấy sao? Theo mình là dễ kiếm nha anh em. Còn anh em sao thì mình cũng không biết nữa nha. Đợi anh em ơi, đợi cho lên nhiều nhiều đi, để được 6 viên rồi. Mình không biết lên cái đá này cái tác dụng như thế nào nữa. Phát lên được có 19 thôi. Nó ngang qua mình tức trời ơi á. Cái lúc mà mình để cái này rồi mình ấy đó anh em. Cái mình quên anh em ơi, mình quên tắt. Cái lần sau á anh em, mình lần sau mình vô mình thấy nó sáng chỗ này, mình tưởng nó là nó để một sao. Nó quất một phát ha, là nó mấy món ba sao của mình luôn, mấy món ba sao, mấy món hai sao của mình mới ghép luôn anh em, mình chưa kịp lên hồng nữa. Là nó đi toan luôn, trơn luôn, mình phải cài lại từ đầu luôn. Cái nó cay á. Nói chung là vô cái này thì ở đây mình có hai món mốt, sắp sửa lên được món rồi anh em ơi. Để mình coi có ai bán kiếm không ta. Có bán kiếm mà mình mua luôn cũng được. Chà, ra 8 nè. Có thằng nào thích mọc tóc, thích cà khịa. Anh em muốn bán được nhanh thì anh em bán giá hơi rẻ hơn người ta chút xíu là nó mua nhiều à. Rồi, nói chung là video của mình đến đây là kết thúc nha. Thì anh em cũng đã nhìn thấy rồi đó, giao dịch đồ cũng khá là dễ anh em, đơn giản. Mình nếu mà đầu game mà anh em chỉ cần đầu video mà anh em chỉ cần nghe mình nói là anh em làm theo y gan như mình là nó sẽ nhanh lắm anh em, nhanh hơn một số cách thông thường. Nếu anh em mua đồ, anh em lựa đồ từ trên lựa xuống thì nó hơi cực. Nói thì nó dài dòng chứ làm thì rất là nhanh anh em ơi. Nhắn sơ sơ vài phát là xong rồi. Quan trọng là sợ là anh em bị người ta gịnh thôi gì hết. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc nha anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video sau nha.